Dạ cảm ơn Minh Bác Hạnh đã cho bài học. Tam bồ thi danh ghe xuất sạm ma chết tăng xuất pha tăng a đa na ba ti niệp sạp ghe anu ba đa dạy dê đá ta khi na sa qua chú tiết mạnh tơ tệ lờ kê và đi niệp bú ta. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi từ bỏ mọi ái nhiễm hoan hỷ không chấp thủ không lậu hoặc sáng chói sắc tịch tịnh ở đời. Và đây là bản kiến ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức nhục bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 89. Nhật bình kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên Huynh Quát Thanh Á Khi Na Cẩm Vân. Còn vị nào nữa không? Tại nãy Nhật bình bị rớt ra ngoài nên không như còn vị nào sót thì kính mong đạo tràng hoan hỷ cho Nhật bình. Dạ đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới pháp quốc kinh 90. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Va Ga Va To Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa nam mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lầm mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử a có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như a được niệm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăn đói không mòn a những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng a thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn nghi a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từng điều sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh 90. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Cho con xin một tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Ngày nào cũng như ngày đó thôi, thời gian lại trôi qua kiếp này tới kiếp khác. Chúng chỉ là cái thấy và cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Và tất cả những tham sân si thì nó đều đắm nhiễm ở ngay đây và bây giờ. Nếu như ngày nào chúng ta không hiểu được cái thấy và đối tượng thị giác không phải là ai cả, hay là cái nghe và âm thanh không phải là ai cả, nó chỉ là uẩn, là xứ, là giới, cứ sanh và diệt đi, không có tồn tại ở đâu nữa cả. Cái thấy của ngày hôm qua, cái thấy của sáng, cái thấy của bây giờ không phải là cùng một cái thấy, mà luôn luôn cứ những cái thấy này rồi lại tiếp nối cái thấy kia, đối tượng này rồi đối tượng kia. Và tất cả những đối tượng của cái thấy đều là vô tri, đối tượng của cái nghe cũng là vô tri, đối tượng của cái ngửi cũng là vô tri, đối tượng của cái nếm cũng là vô tri, đối tượng của cái xúc chạm cũng là vô tri. Ở đó không có đàn bà, không có đàn ông, không có vợ, không có chồng, không có con, không có cái, không của ai cả.
Chẳng qua là tâm này do không có trí tuệ nên là chúng ta bị khái niệm suy nghĩ về đàn bà, đàn ông, con người này, con người kia. Và từ đó chúng ta bị chìm đắm trong đau khổ, trong sanh già, bệnh chết, sầu bi khổ u ai. Và Đức Phật là Bậc Tối Thượng, Ngài đã xuất hiện ở đời với tư cách là một Bậc Thánh Vô Thượng. Ngài đã chỉ cho chúng ta biết được tất cả các pháp hữu vi ở đời đều là khổ đau, chúng không có bản chất thật là ai cả. Chúng chỉ là những cái pháp hữu vi rất là ngắn ngủi và vô thường. Ngày nào, khoảnh khắc nào chúng ta cũng chết đi, không có ai chết đi cả, mà chỉ có cái thấy chết đi, cái nghe chết đi, cái ngửi chết đi, cái nếm chết đi, cái xúc chạm chết đi, cái cứng mềm nóng lạnh chết đi, cái suy nghĩ chết đi, cái cảm thọ chết đi, chứ không có tìm thấy ở đâu một ai đó. Do vậy chúng là khổ, và khi mà tham chấp vào chúng thì chỉ có chuốc lấy khổ đau mà thôi. Và kiếp sau cũng chỉ là những cái dòng sanh diệt vô minh, cũng là như vậy, cũng là những cái thấy nghe ngửi đếm đụng như là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp như vậy. Và cái con đường duy nhất để cho chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi đó là con đường Tứ Thánh Đế mà Đức Phật đã dạy. Đức Phật đã dạy sắc là khổ, Đức Phật đã dạy thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ, năm uẩn chấp thủ chúng là khổ, và cái sự diệt tận chúng, ni tham từ bỏ chúng, đó là sự diệt khổ. Và cái con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, khi mà chúng ta dần dần thấy ra được cái thấy nghe ngửi nếm đụng chúng chỉ là những cái pháp rỗng không, thì dần dần cái cánh cửa bất tử sẽ được mở ra. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái phẩm vị A-la-hán, và nói lên vị A-la-hán là ai, chính là Đức Thế Tôn Vô Thượng qua cái bài kinh này. Thật là xúc động khi mà dịch bệnh chết như vậy, nhưng mà được nghe giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta biết là mỗi khoảnh khắc chúng ta đã chết rồi, mỗi khoảnh khắc đã không còn tồn tại nữa, chúng đã vĩnh viễn, đã biền biệt. Đó chính là bản chất vô thường của chúng. Như vậy chúng ta luôn luôn phải nhớ về khoảnh khắc này, đừng có mong ước đời sau hay đời nào cả, đừng có viễn vông. Mà bây giờ đang có khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc buồn, khoảnh khắc giận, không thích cái vị sư tuệ nhẫn này thuyết pháp, thì hãy coi vào cái tâm đó. Hay là nghe thanh, chúng ta phải luôn luôn nhớ về cái thấy nghe ngửi nếm đụng ở ngay đây và bây giờ. Chính là cái đầu mối để cho chúng ta biết được đâu là phiền não, đâu là lậu hoặc, để mà chúng ta phát hiện ra cái nguyên nhân của sanh tử và cái sự chấm dứt sanh tử. Không thể có một con đường nào khác khi mà chúng ta không có hướng về sáu căn môn của mình ở trong sắc lai hiện tại. Đừng có chạy theo những cái câu chuyện. Câu chuyện Đức Phật ở trong kinh, Đức Phật không có dạy những câu chuyện đâu, tại vì chúng ta ham thích từ đó nó lâu rồi. Chứ còn Đức Phật chỉ dạy về cái thấy, cái nghe, rồi tâm của chúng ta nó dựng lên, chớ có đi theo cái câu chuyện. Bởi vì câu chuyện là những cái tiền đề cho vô minh. Và vô minh là một cái con người đi luân hồi bất tận. Vô minh thì không ngoài đâu xa, ở ngay đây và bây giờ. Ngay đây, vô minh rất là nhiều. Khoảnh khắc đang tức giận, không muốn nghe pháp cũng là vô minh. Nghe pháp không hiểu cũng là vô minh. Không biết về âm thanh cũng là vô minh. Chứ vô minh nó không ở đâu hết. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bài pháp. Câu kệ này là câu kệ số 90 trong kệ Pháp Cú. Con xin đọc một lần. Gatathino visokassa vipa mutassa sappathi sappa gantappa hinassa parinaho navicchati. Đối với người đã trải qua cuộc hành trình không còn sầu muộn,
được hoàn toàn giải thoát ra khỏi mọi thứ, đã buông bỏ mọi ràng buộc, sự bực bội là không được biết đến. Câu kệ này bậc A-la-hán nói lên Đức Phật Thế Tôn, Ngài đã cởi bỏ hết 10 cái thằng thúc, đó luôn luôn cột chói 5 cái ngũ uẩn này, chấp thủ 5 ngũ uẩn này, và Ngài đã phá hủy toàn bộ, Ngài diệt tận cái vô minh về 5 uẩn, diệt tận vô minh về 5 uẩn. Ngài được giải thoát hoàn toàn. Ngài đã buông bỏ tất cả mọi cái ràng buộc, mọi cái trói buộc về những cái dục của sắc, của thinh, của hương, của vị, của xúc, mọi cái buồn, cái ích kỷ, cái nhỏ mọn của sắc, của thinh, của hương, của vị, của xúc, của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân ý. Ngài đã buông bỏ mọi chấp thủ, mọi sự sanh đi sanh lại của dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ngài đã hoàn toàn thập diệt được vô minh và phiền não. Đó là cái câu kệ này mà chúng ta cần phải hiểu. Cái từ Gatathino là một cái hợp từ Gata cộng với Athino. Gatathino nó là một cái nhóm từ nam tánh, và ở đây chia theo cái câu kệ này thì chia theo sở thuộc cách, là đối với hay là của cái người đã trải qua cuộc hành trình. Như vậy là Đức Bồ Tát, Đức Phật đã trải qua một cái cuộc hành trình lớn vô tận vô biên của vòng sanh tử luân hồi này, và Ngài đã tìm ra cái ông chủ nhà đích thực chính là tham ái và vô minh. Và với cái tuệ sắc bén, với cái con đường trung đạo, Ngài không có cực đoan, và khi mà tâm của Ngài định tĩnh sáng suốt, tất cả các pháp khởi lên như thế nào, Ngài không có xua đuổi, không có chán ghét, không có bám líu vào Ngài, chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ được nhân và quả của chúng, sự diệt tận của chúng. Và Ngài diệt trừ tất cả những cái lậu hoặc. Tất cả cái lậu hoặc. Và Ngài đã thấy ra được năm uẩn này thực sự chúng là giống không. Ngài đã phá vỡ, không còn bị những cái hình tướng ở bên ngoài lấp liếm đi, những cái da nó bọc vào những cái bộ xương đầy uế trược này, mà bấy nhiêu ngàn kiếp mà si mê cho chúng là đẹp, là xinh, là tôi như thế này, tôi như thế kia. Ngài đã phá hủy cái vẻ hào nhoáng bề ngoài của chúng, và Ngài đã thấy tận tường cái sự bất tịnh, cái sự ô uế, cái sự nhiễm ô của chúng do tham đắm, do si mê chấp thủ chúng. Nên là Ngài đã diệt tận cái vô minh về năm uẩn, và Ngài thấy ra là năm uẩn này thật là rỗng không, chỉ có những cái sắc vô chi vô giác, bất tịnh vô thường, biến hoại đổi thay. Chỉ có những cái cảm thọ do duyên của xúc một cách ngắn ngủi rồi chúng diệt đi. Chứ cái cảm thọ không phải là đàn bà, đàn ông gì cả. Chúng chỉ là một cái uẩn, một cái hữu vi vô thường. Chúng chỉ là một cái tưởng do nhãn xúc sanh hay nhĩ xúc sanh hay tỷ xúc sanh, rồi chúng cũng diệt đi, hay là một cái hành, một cái thức. Ngài đã tận tường phân biệt được năm uẩn rạch rồi. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta
Nói về năm uẩn là chúng ta thấy được năm uẩn. Xin thưa mấy quý vị, đừng có nghĩ như vậy, sai lầm chết. Đừng có nghĩ là ngày nào chúng ta cũng đọc ở đây là sắc, đây là thinh, là hương, là thấy được năm uẩn. Không có đâu, năm uẩn này nó rất là sâu kín, nó bị chấp thủ. Khi nào mà chúng ta nhận diện được tận tường cái bộ mặt của nó, mà nó không ngoài chính cái thân này đâu. Nhưng mà năm uẩn này rất khó thấy được cái tường tận về chúng ha. Cái vẻ bề ngoài thì chúng ta đọc trong kinh thì chúng ta thấy là nói năm uẩn như này như kia, thì chúng ta cảm nghiệm như ô sao dễ thế. Chúng ta tưởng là chúng ta hiểu được rồi, nhưng không phải. Năm uẩn này là nó kinh khủng lắm. Nó là cái mấu chốt, là cái lơi chấp thủ của tất cả chúng sanh khi đang còn hiện hữu. Thì chúng ta biết này, nó vô minh, nó lớn lắm. Bây giờ chúng ta có thấy được một uẩn nào không? Có thấy được năm uẩn không? Chúng ta vừa nhắc nhau về năm uẩn thì chúng ta còn nhớ được một chút. Thì chút xíu nữa là chúng ta quên mất rồi. Lại tôi ta, lại đầy những ý niệm mà chúng ta thấy là nó vô minh, nó phủ đi liền. Nên là Ngài đã trải qua cái cuộc hành trình sanh tử, Ngài đã vượt qua. Ngài đã trải qua cái cuộc hành trình dài của sanh tử. Và giờ đây Ngài đã nhổ tận, bứng gốc tận cái nguồn của sanh tử lên rồi. Ngài không còn bị ngũ uẩn này, Ngài không còn bị vô minh về ngũ uẩn nữa. Ngài đã thấy tận tường này, chỉ là những cái sắc, chỉ là những cái quẩn này, là cái xứ, là những cái pháp giống không, sanh diệt, không có chủ thể, không có bản ngã. Ngài thấy được vô ngã hoàn toàn về các pháp. Chúng ta có thấy được vô ngã không? Chưa phải không? Chúng ta nói về vô ngã mấy chục năm rồi nhưng mà cũng không thấy được vô ngã, phải không ạ? Nói ngũ uẩn sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã. Nếu mà chỉ nói như vậy để chúng ta hiểu được vô ngã thì chúng ta quá hạnh phúc, phải không? Nhưng không phải là như vậy, rất là sâu kín. Chúng ta vừa thấy cái cứng ở đây, chúng ta có biết cái cứng này với cái cứng kia, cũng chỉ là cái cứng mà hai cái cứng này nó khác nhau, nhưng mà cái ý niệm, cái tưởng đã nhận biết cái cứng này rồi, và cái tưởng nhận biết cái cứng kia. Và trong suốt cuộc hành trình thì tất cả những cái cứng, cái mềm, chúng ta có nhận thức được là tất cả những cái đó chỉ là những cái khoảnh khắc của thân thức này chúng nhận biết mà thôi. Còn không một cái pháp nào có thể nhận biết được cái cứng hay không. Khi nào mà chúng ta hiểu được thì chúng ta thấy được cái giới của nó, cái quẩn của nó, cái xứ của nó, cái sự sanh diệt của nó. Vậy tứ đại này nó là một cái gì đó, nó rất là ma quái. Nó là một bãi phân, hôm nay chúng ta nhìn thấy như ngày mai nó là một bông hoa lỡ rất đẹp. Và chúng ta lúc đó rất thích thú bông hoa và quên mất ở dưới gốc của nó được chăm bón bởi một đống phân. Chúng ta đi ra chợ, chúng ta mua những cái máu, cái huyết, cái ruột, cái gan của cái con động vật bỏ lại. Cái xác đó chúng ta về, lúc đầu nó rất là tanh tưởi, chúng ta rửa.
một chút xíu nữa nó đã có một cái tô canh rất là thơm, cái mùi thơm đó đã đầy những ái, đã đầy những vô minh ở đó rồi. Và khi chúng ta ăn vào rất là ngon, như một chút xíu nữa nó đã trở thành những cái đống phân rất là lớn, và những cái chất của nó thì nuôi những cái bất tịnh như là tóc, lông, móng, răng, da. Luân hồi là như vậy đó, nhưng mà chúng ta không thường biết về nó, không thường hay biết về nó, nên là không có sự nhàm chán về nó. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã thấu triệt cái bản chất của nó, nên là Ngài đã thoát khỏi cái hình tướng vẻ bề ngoài của nó, và Ngài đã thấy được cái chân tướng thật sự của nó. Về sắc pháp chính là sự bất tịnh, sự nhiễm ô, sự che đậy. Thọ tưởng thức cũng vậy. Nên Ngài không có bị cái ý niệm về ngã, cái tà kiến chấp thủ vào chúng, Ngài đã diệt tận. Rồi cái từ gát tá, cái căn của nó là cái ngăn găm, là quá khứ phân từ, là đã đi đến. Ngài đã đi đến đâu? À, Ngài đã đến Niết Bàn. Ngài dứt khỏi tất cả những cái sầu muộn về danh, về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, về thọ, về tưởng, về hành, về thức. Mặc dầu thân của Ngài còn bị đau, bị chi phối bởi các thứ, bị những cái nghiệp quả, bị già, bị yếu, bị máu khô cạn, bị nhức đầu, bị người ta hãm hại, nhưng mà tâm của Ngài bất động, bất động với cái sự va đập của các cái sắc thinh hương vị xúc ở bên ngoài vào các căn này, và ở bên trong tâm của Ngài không còn bị nhiễu loạn nữa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nghe đời bị Covid, chúng ta cũng nhiễu loạn. Chúng ta nghe bên kia đánh bom, chúng ta cũng bị nhiễu loạn. Mặc dầu đó là chỉ là một cái âm thanh mà đến tai chúng ta thôi, chúng ta nghĩ ngay đến một cái gì đó rất là ghê gớm. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, người nếm đụng nó cũng chết đi, cũng giống như là người ta đánh bom vậy thôi, hay là cũng giống như Covid vậy thôi. Những cái cảm thọ khổ u của chúng ta nó cũng sanh cũng diệt, nó cũng chết đi như vậy. Thậm chí chúng ta không bị chết bởi đánh bom, mà những cái sầu muộn khác nó còn tệ hại hơn nữa. Thất tình, lục dục, hay là mất nhà, mất cửa, chia ly, nó còn khổ đau hơn là chúng ta chết, lúc chúng ta chết nữa. Những cái đó thì cũng không được hiểu biết, phải không? Chúng ta thấy được rằng là chúng ta rất thiếu cái trí tuệ về cái thực tại. Ngài đã đi đến, tức là đến Niết Bàn, đến cái tâm bất động. Và cái từ Atthana là một cái danh từ Nam Tánh, là cái hành trình, là con đường. Tức là một cái hành trình mà Ngài tạo ba la mật trải dài trong nhiều kiếp sanh tử. Vista Kassa, cái từ quý cộng với số cá, là một cái tính từ Nam Tánh, chia theo sở thuộc cách là đối với người không còn sầu muộn. Người không còn sầu muộn. Đức Thế Tôn là người không còn sầu muộn. Đức Phật Độc Giác là người không còn sầu muộn. Bậc A-La-Hán không còn sầu muộn. Bậc A-La-Hàm thì không còn sầu muộn. Bậc Tư Đà Hàm thì còn, nhưng mà rất ít.
Còn phàm phu thì ôi sầu muộn, nước mắt còn đầy như cả biển cả, chúng ta còn đầy như cả biển cả vậy đó. Nhưng mà cũng may cho chúng ta là có cái duyên lành được nghe chánh pháp của Đức Phật, để tích lũy trí tuệ, để rồi dần dần cũng hết sầu muộn. Tiếp theo nữa là cái từ Vipamuttassa. Vipamuttassa là một cái quá khứ phân từ lâm tánh, chia theo sở thuộc cách là đối với người đã được hoàn toàn giải thoát. Giải thoát cái gì thưa quý vị? Giải thoát cái âm thanh, màu, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh. Giải thoát những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái tầm về dục, về sân, về hại tư duy, về ganh tị tật đố với nó, về gì? Về cái sự sanh tử của Ngài, không còn mê đắm trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và Ngài thấy ở đâu, đâu? Thì nó cũng chỉ là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm mà thôi. Thế giới nào nó có sanh về đâu hay chăng nữa, sanh về chư thiên thì cũng là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là chư thiên, phạm thiên hay là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì. Tất cả những thứ đó đều vô thường, đều khổ đau. Ngài chấm dứt, không còn tái sanh. Từ múc là cái gọi là tự do giải thoát, tự do giải thoát. Giải thoát thì nó đơn giản, nhưng mà nó bây giờ cái âm thanh mà chúng ta thấy, âm thanh mà ví dụ cái chúng ta nghe âm thanh mà chúng ta được tự do giải thoát, chúng ta không có tham, không có sân, không có si, hiểu rõ, biết rõ, thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, bất động là giải thoát đó. Nhưng mà được mấy âm thanh, có khi cái âm thanh này chúng ta có thể giải thoát được, như hay giải thoát bằng si, cái tâm si không có hiểu biết gì hết á. Hay là cái tâm thiện thì chúng ta vui với âm thanh đó, cũng không có dính mắc. Nhưng mà được mấy cái âm thanh sau mà người ta chửi, người ta la làng lên, bắt đầu lại có chuyện rồi. Thì chúng ta thấy được rằng nó giải thoát, nó cũng không có ngoài cái sau cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc chạm đâu. Nhưng mà nó khó không? Rất là khó. Rất là khó, phải không ạ? Ôi, chúng ta thiết nhiều khi đừng có nói cái gì lớn quá thưa quý vị. Nói lớn quá là nó không có tốt đẹp. Chúng ta là những người con của Đức Phật, chúng ta phải hết sức thiết thực, từng chút một về thực tại. Đó chúng ta mới là con của Ngài đó. Nếu còn chúng ta chưa có cái gì mà chúng ta nói lớn quá là chúng ta chết đó. Tức là chúng ta chưa biết gì về chút nào, về thực tại hiện tiền này một chút xíu nào, mà chúng ta nói quá trời quá đất là chúng ta bị một cái lỗ hổng rất là lớn. Lớn là sao? Tức là ta nói những điều mà chúng ta chưa biết được, nguy hiểm lắm. Rồi cái từ sappa gan thấp pa hi nát sát parinaho navichati, đối với người đã buông bỏ mọi ràng buộc, sự bực bội là không được biết đến, thì đó không phải là bực bội về thân không? Ngài Đề Bà Đạt Đa nâng cái tảng đá Đức Phật đó, Đức Phật thấy đau, chỉ là đau thôi, Ngài không có sầu muộn. Ngài biết đây không phải là Đề Bà Đạt Đa nặng đá đâu, mà đây là nghiệp nó nặng đá vô nghiệp nó nặng đá, nó nặng đá vào cái thân của Ngài, cái thân sanh tử của Ngài. Ngài không có trách Đề Bà Đạt Đa được. Ngài không có trách Đề Bà Đạt Đa được. Ngài thấy rõ mà, Ngài không trách Đề Bà Đạt Đa được. Không phải Đề Bà Đạt Đa lăn cái cục đá vào Ngài. Ngài biết đây là nghiệp, nghiệp nghiệp ác nó lăn vào, nó lăn vào cái thân sanh tử, cái thân nhân quả này. Và Ngài chấm dứt, Ngài đã chấm dứt sạch những cái lậu hoặc, cái nhiễm ô đối với nó rồi, nên là Ngài không có sầu muộn nữa. Chứ còn nếu mà Ngài sầu muộn chúng ta thì sao? Dứt khoát là chúng ta sẽ kiếm cái người lăn đá chúng ta là xử đẹp, hoặc là chúng ta ôm cái mối hận đó để trả thù.
Đó thì bậc thánh A La Hán nó khác với kẻ phàm phu là như vậy thôi. Cái từ Sappaganthappa Hinassa, cái từ Sappa cộng với Gantha cộng với Pahinassa là một cái hợp từ. Ở đây chia theo năm tánh, chia theo sở thuộc cấp năm tánh thế, là đối với người đã buông bỏ mọi cái ràng buộc. Mọi cái ràng buộc ở đây chúng ta biết là nó có 10 cái kiết sử ha: thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, tham sân, rồi là gì, ái sắc ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Hay là nói là bốn thứ cũng được, tức là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu cũng được. Cái đó là cái, những cái thứ ràng buộc, hay là những năm triền cái cũng được, tùy theo những cái gì đó, những cái bài mà Đức Phật thuyết thì chúng ta lấy những cái căn bản đó đều được cả, chứ không nhất thiết là phải phải lấy một thứ hết. Rồi cái từ sát thá, sát bá là tính từ là tất cả, ở đây là tất cả mọi loại phiền não đó. Rồi ganh thá, danh từ nam tánh, là cái sự trói buộc, vô hình. Với là trói buộc này nó mới ghê, trói buộc của phiền não, phiền não, cái sự trói buộc của phiền não. Rồi cái từ pahina, pá cộng với căn ha, ở đây chia theo quá khứ phân từ, đúng là pahati đó, nhưng mà ở đây chia theo quá khứ phân từ nó thành là pahina, là đã được buông bỏ, đã được đoạn trừ, tức là đã được đoạn trừ bởi gì? Bởi thánh đạo tuệ, Rồi Parinaho, Pari cộng với Laho là một cái danh từ năm tánh. Ở đây chia theo chủ cấp là sự bực bội, sự nóng nảy, Và cái từ Vichati là biết đến, bị tìm thấy bởi. Đó là những cái từ vựng trong bài kệ này. Và cái câu kệ này Ngài Thích Minh Châu là Ngài dịch là: đích đã đến không sầu, giải thoát ngoài tất cả, đoạn trừ mọi buộc ràng, vị ấy không diệt lão. Như vậy thì chúng ta thấy đắc quả A-la-hán, tâm của vị A-la-hán thì dễ không? Rất là dễ phải không? Tức là vị A-la-hán thì nó không có cầu kỳ như chúng ta. Các ngài rất là hiền thiện, nhẫn lại, từ bi, hỷ xả. Còn tâm của chúng ta nó rắc rối thì chúng ta biết nè, chúng ta tu tập và càng ngày càng rắc rối, càng sầu muộn là chúng ta biết nè, là nó phức tạp rồi. Còn các bậc A La Hán thì nó hết phức tạp, bởi vì các ngài còn rất là ít tâm, rất là ít cái loại tâm mà toàn những cái loại tâm mà là tâm tâm là đỉnh của đỉnh không à, tức là cái tâm duy tác không à, tâm quả mới tâm duy tác thôi. Ngài còn hai cái loại tâm đó thôi, ngài không có bị xung động bởi thiện và bất thiện đó. Đấy, nên tâm của ngài rất là yên lặng, vắng lặng. Ngày đau thì ngày chỉ biết đau thôi, nó không có đụng đến. Còn khi mà chúng ta đau một chút xíu, hay chúng ta bệnh một chút xíu à, thì cái phiền não này nó cứ dấy lên liên tục liên tục liên tục. À, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, cái bài kệ này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi mà ngài khi mà Đức Thế Tôn thuyết cái câu kệ này, thì khi mà ngài ngự tại cái vườn xoài của cái ông Chi Quá Cá, là một đệ tử tại gia, và ngài Chi Quá Cá là một cái vị gọi như thần y thuở bấy giờ, và là con nuôi của Đức vua A Xà Thế. Đức vua A Xà Thế. Và những cái dịp cái sự kiện này thì lúc bây giờ đó thì Đề Bà Đạt Đa đã có cái hướng là chia rẽ tăng chúng, và thần thông thì mất hết, và cái lòng thù hận và những cái phiền não
những cái ác nghiệp của những cái tiền thân quá khứ, chúng đã dội về và tâm của vua Xà Thế đã khởi lên cái lòng hiềm thù rất là lớn lao. Mặc dầu kiếp chót thì Đức Bồ Tát cũng đã là anh rể, hay là em hay là em rể của vua A Xà Thế. Và Đức vua A Xà Thế đã khởi lên cái ý chia rẽ tăng để mà mình thống lãnh tăng chúng, và đã khởi ý rằng là cần phải thủ tiêu Đức Phật. Và Đức vua Xà Thế đã như vậy thì chúng ta thấy được rằng là ở đây thì chúng ta thấy mặc dầu là em dễ, mặc dầu khi Đức Phật đi tu như vậy, nhưng mà cái oan trái, cái nghiệp lực, như vậy chúng ta thấy ở đây nó chỉ có cái ngũ uẩn, chỉ có những cái phiền não nó tấn công nhau mà thôi. Và những cái nhân quả, và Đức vua A Xà Thế đã lên cái lấp lên cái đỉnh núi và lấp xuống khi mà canh chừng, khi mà Đức Phật đi ngang qua cái ngọn núi đó, và Đức vua A Xà Thế lăn cái cục đá lớn. Mục tiêu của Đức vua A Xà Thế là Đức Phật đi một mình như vậy, canh đi một mình và tiêu diệt. Khi mà chúng ta biết đi vào những cái rừng vắng này, cái đá nó lăn xuống đó, thì nếu mà Đức Phật chết đó, thì các chư tỳ kheo sẽ không có nghi ngờ, không có nghi ngờ. Chỉ có cái trò lăn đá đó thì núi nó xuống thì nó không có bị nghi ngờ, không có bị nghi ngờ, bởi vì núi thì đi ngang qua thì đương nhiên là nó nhiều đá lởm chởm thì nó lăn xuống chết thì đâu có ai nghi ngờ gì đâu, để là lẫn. Chúng ta thấy những cái kế, cái mưu thấp hèn nó sinh ra ở cái tâm con người nó rất là thiện ảo, không phải là chuyện đùa. Và khi mà lăn xuống thì chúng ta biết là cái oai lực của Đức Phật đó là đặc biệt, ngài không có thể bị chết bởi ai đó hãm hại bằng bất cứ giá nào, vì một bậc toàn giác thì ngài phải tuyên bố lúc ngài chứng đắc và lúc ngài nhập diệt. Do đó mà Đức Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống thì cái mảnh đá nhỏ, cái hòn đá bên kia thì nó chạy qua cái hướng khác, và cái miếng đá nhỏ nó va vào thì nó đập vào chân Đức Phật. Thì có chỗ nói là chảy máu, có chỗ nào nói là bầm tím. Có chỗ thì nói rằng là chân của Đức Phật không thể ai có thể làm cho chảy máu được. Như vậy, nói như vậy thì nó sai với Pháp đi. Bởi vì Đức Phật, thân thể của Ngài, khi Ngài không vận dụng thần thông mà Ngài đi bình thường thì đó, đương nhiên là cái chuyện chảy máu là chuyện hết sức là bình thường. Do vậy, cái chuyện mà chảy máu là nó đúng. Và khi mà mảnh đá ấy xuống thì nó chảy, ở trong này ngài nói là máu nó chảy rất là dữ dội. Và lúc đó Chi Quá Cá, Đức Phật cho gọi Chi Quá Cá đến, thì Chi Quá Cá kịp thời băng bó những cái vết thương và cho những cái thuốc rất đắp, nó rất là mạnh. Do đó mà khi mà đắp xong thì Chi Quá Cá đi, tính là nói Đức Thế Tôn là vào buổi sáng hay buổi chiều cái khoảng giờ đó thì ngài hãy tháo ra, nhưng mà Chi Quá Cá nghĩ rằng người ta đi đến đó công chuyện một chút xíu, người ta về, ta sẽ đến cái tầm đó, ta sẽ về, ta sẽ tháo băng. Nhưng mà Chi Quá Cá đi đến đó thì cái cổng thành đó thì nó đóng, hay là
khi mà đi về thì nó trễ giờ đóng cổng thành hay sao thì không về được, thì chi bắt cá mới sốt ruột mới nghĩ rằng chết rồi, ta đi về không kịp thì không biết. Thời bấy giờ thì không có điện thoại hay không có báo cho ai được, thì chi bắt cá rất là lo lắng, nếu mà không lấy ra thì không có lấy băng cái băng vải ra thì Đức Thế Tôn nó lên đó thì nó sẽ rất là đau và nhức Đức Thế Tôn không thể chịu nổi. Thì Đức Thế Tôn mới biết được cái tâm cái ý của Chi Bát Cá, nên là đến cái giờ đó thì ngài cho nói với Đức Ananda nè, này Ananda con hãy cởi cái băng này ra để cho chân Như Lai nó đến để cho nó mau lành và nó bớt nhức. Thì hiểu được ý như vậy Đức Phật ấy ra, thì khi mà Chi Bát Cá về đó thì đó Chi Bát Cá thấy như vậy thì Chi Bát Cá rất là hoan hỷ. Thì Chi Bát Cá mới hỏi rằng bạch Thế Tôn, bạch ngài, ngài nghe trong chân thế nào, có lòng nhiệt lắm không? Đức Bổn Sư đáp này, Chi Bát Cá ở dưới cái cội cây bồ đề của Đức Như Lai thì tất cả những cái sự lòng nhiệt đều lắng dịu, và nhân cái dịp này ngài ngâm lên cái câu kệ, cái pháp này thích hợp, rồi ngài ngâm câu kệ ngôn này: Gatathino Viso Kassa Vipamutasa Sapati Sapa Ganthapahinasa Parinaho Navichati. À dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, sư xin lỗi, đọc nhầm lúc là Đề Bà Đạt Đa, đúng rồi đó. Sư nói là ông Chi Quá Cá là con của, à quên, Chi Quá Cá là con nuôi của Đức Vua A Xà Thế chứ hả? Còn Đề Bà Đạt Đa thì lăng lăng đá Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cuộc sống sanh tử luân hồi của chúng ta, ngày nào mà còn còn sanh tử thì còn sầu muộn, còn rất nhiều sầu muộn. Như vậy thì kẻ phàm phu luôn luôn bị 10 cái phiền não này nó trói buộc trong đời sống hàng ngày. Do không thấy không biết được lý tứ thánh đế, do không thấy không biết được năm uẩn, do không thấy không biết được cái sự chấp thủ năm uẩn. Và chúng ta biết ngày hôm qua thì cũng như ngày hôm nay và ngày mai cũng vậy thôi. Những cái gì thấy nghe của ngày hôm qua đã mãi mãi diệt đi. Ngày hôm nay cũng chỉ có cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc, chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh. Và những cái thức. Và hầu như là mọi khoảnh khắc nó đều qua đi trong vô minh. Nó đều qua đi trong vô minh. Và thậm chí là minh nó, vô minh nó còn tăng trưởng hơn nữa. Ngay kể cả chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, ngày nào chúng ta cũng học kinh nghe pháp như vậy đó, nhưng mà có chút thì nó khởi được một chút minh, còn hầu như là vô minh. Thậm chí là những cái thiện nhỏ nhoi cũng khó nữa, chứ đừng có nói cái thiện lớn nó sanh khởi. Mà cái tệ hơn nữa là khi có thiện có bất thiện nó sanh khởi, chúng ta cũng không biết được cái khoảnh khắc của nó.
Vì sao vậy? Vì cái tính sanh diệt của nó quá nhanh, nó đắp đổi, nên là chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để bồi bổ ba la mật, nghe pháp, nghe đi nghe lại, nghe hết các bậc hiền trí này, rồi coi trong kinh điển, rồi thẩm xét đi thẩm xét lại. Lâu dần chúng ta mới có được một cái vững chắc về chánh niệm, một chút xíu để dần dần lớn dần lớn dần. Nhưng mà thường thì chúng ta học Phật pháp, chúng ta học Phật pháp thời bây giờ là chúng ta học lệch cái con đường này phần nhiều. Học lệch con đường là sao? Chúng ta chỉ thích một cái gì đó, thực hành theo một cái mối mang nào đó, thực hành theo một cái chiều hướng nào đó. Điều đó là rất ấu chỉ. Khi mà chúng ta học Phật pháp như vậy là chúng ta phá hủy giáo pháp, không có đúng một chút nào. Cái đó là một cái, chúng ta cứ nghe tưởng đâu như chúng ta hay một chút xíu, việc này nói hay một cái chỗ này một chút xíu, thì chúng ta nói à chỗ này đúng. Rồi đến chỗ kia chúng ta nói ồ cái chỗ này không đúng. Chúng ta thích cái phương pháp này thì chúng ta sẽ chê cái phương pháp kia. Và chúng ta không có nắm bắt được cái pháp nhân duyên của nó. Cái điều tối quan trọng, cái điều tối quan trọng là chúng ta phải nắm bắt được cái pháp duyên sanh. Khi mà chúng ta nắm được pháp duyên sanh đó, mà đã là pháp duyên sanh rồi thì chúng ta không thể áp dụng cái tôi của chúng ta để tu tập một cái phương pháp nào đó được cả. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn Minh Vát Thanh Á. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Châu Phan. Vậy là sư cũng không nghe được rồi. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ một lần nữa chúng con cung thỉnh Đại Đức Đại Nhẫn cầm mic trở lại ạ. Đạo tràng chúng con không còn được nghe âm thanh của sư ạ. Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lạc.
phương tam thế Phật bảo, nam mô thập phương tam thế Pháp bảo, nam mô thập phương tam thế Tăng bảo. Sanh nghi ca mê cha ru vê ghi ghi si ca ra ta tê chan ta li kê vi ma ni di pê ra tê chan ga mê Naruvanagani gehavantum megette Umma chayantu dekwa chalatala visame Yakkagantam banagati Tantasanti keyan Munivaravachanam satabhume sunantu Dhamma savanakalo ayam padanta Amma-sa-va-na-ka-lo-a-yam-pa-đa-n-ta. Đạo tràng thanh tịnh Bồ Đề à, hồi phương tiên chúng hồi về nghe kinh Pháp màu diệt tận vô minh, Pháp màu cứu khổ sinh linh vàng loài à, từ dụng giới vân đài sao cõi đến thiên cùng sanh giới hữu hình, duyên xưa đã tạo nghiệp lành kết thành phung quả thiện sanh đến giờ, ngự khắp chốn bên bờ đồng ruộng hoặc hư không châu quân thi vườn, non xanh rừng rậm đất bằng, hoặc nơi quan cảnh xóm làng gần xa, xin đồng tỉnh và so chư chung càng thác và long chúng nơi nơi miêu đền thành quanh lâu đời, sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng, pháp vi diệu nghìn thân an ngộ, phước nhân thiên muôn thở có cầu. Ngày tàn tan lụng qua mau, đâm xây trần cảnh vùi đầu tử sinh. Đây là giờ chuyển kinh vô thượng, đây là giờ đọc tụng pháp âm, lời vang ly nghĩa cao thâm. Xin chư thiền giả lắm tâm thọ trì. Nam mô ta sa pa ga wa tô Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng Tự Tôn, bậc chánh biên trì đảnh cung dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lanh giữ lời quần sanh. Bồ Tát Sa Ra Nang Gat Cha Mi Tham Mang Sa Ra Nang Gat Cha Mi Sang Khang Sa Ra Nang Gat Cha Mi Du Ti Yam Bi Bồ Tát Sa Ra Nang Gat Cha Mi Du Ti Yam Bi Tham Mang Sa Ra Nang Gat Cha Mi Du Ti Yam Bi Sang Khang Sa Ra Nang Gat Cha Mi Ta Ti Yam Bi Bồ Tát Sa Ra Nang Gat Cha Mi Ta Ti Yam Bi Tham Mang Sa Ra Nang Gat Cha Mi Ta Ti Yam Bi Sang Khang Sa Ra Nang Gat Cha Mi. Đệ tử quy y Phật, đấng tiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn. Đệ tử quy y Pháp, đạo chiến mê khăn ngộ ly khổ đắng lạc. Đệ tử quy y Tăng, bần hoằng trì danh pháp vô thường. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính bạch với ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ bây giờ còn 6 phút nữa đã hết giờ, mà đại đức đại nhẫn cũng không có tín hiệu. Con cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc cúc cho đạo tràng, đại sư còn phải qua bên kia
Cảm ơn nghe được thì cảm ơn tiếp tục nha. Mời cảm ơn. Dạ con trung thánh sư ạ. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappade gata sappabuddha nang phavena sada sati phavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappade gata sappadhamma nang phavena sada sati phavantu te. Bhagavato sappamangalang rakkhanto sappade gata sappasangha nang phavena sada sati phavantu te. Tất cả phần có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thường tọ minh hạnh đại đức tuệ đức, đại đức tuệ nhượng nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Yarewata santi vihara wa re ta hin ta tham ma da de na ba wan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mat cha na wa ca cha bi kha vô sa ra mi ca da na ba ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra Sappana puta sukhita pavantu te Chala bucha yepi chanda sampawa Samseda chata athavo papatika Niyani kang thamma vatrang batitya te Sappe pirukhat sakharantu sankhayang Thatu chirang satang thammo Tham mát tha ra cha bút ga la Sang khô tu sa ma khô wa At tha ya cha hi ta ya cha Am he rat khan tu sắc tham mô Sắp bê pi tham ma cha ri no Vút thim sam pa hu ne ya ma Tham ma ri ya pa we di te. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt. Cẩm dân xin xuống mít.